Ok, lấy rồi. Ok, mình đã mua 10 lon Pepsi với 2 bịch bánh. Còn ở đây là buổi ăn sáng của mình. Đây là những pha ăn chụp các bạn ơi. Ok, mình đang lựa đồ để mà mua mặc đi tắm biển. Wow, mình lựa cái bộ này nè. Giống nhau thì khỏi cần phải lựa. Mình đã thay đồ xong hết rồi. Đây, 3 đứa, 3 bộ. Ok các bạn ơi, lúc đầu muốn khách sạn nó rất là sạch sẽ luôn. Khi mà hơn mấy tiếng đồng hồ ở thì nó như thế này nè. Tại đây viết riêng, cái gì vô đi. Có đồ viết này em trắng rồi. Khóa cửa lại giùm Tú. Ok các bạn ơi, mình đi biển mà dịch nó tới rồi, nào cũng phải có một cái khẩu trang hết á. Hàng máy luôn. Đau bụng mất đi cầu. Ai ông nào? Anh Yến này nè. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Mình là Triệu Duy Tú nè các bạn ơi. Nãy mình đã mướn 3 cái ghế, 4 cái ghế để mình ngồi. 4 cái này là 150 các bạn ơi. Ở bên kia tuốt bên kia rồi, rất là đẹp luôn. Bạn nào đi Vũng Tàu sẽ biết. Là lần đầu tiên mình đi biển Vũng Tàu luôn á, hề với các bạn luôn. Đây là đồ ăn, thức uống mà mình dành để xíu nữa làm clip cho các bạn xem. Ngoài kia rồi các bạn thấy không, cái view rất là đẹp luôn. Ôi ôi, xa xa đằng kia là ba trái chuối đó các bạn. Biết là cái núi ở bên kia là cái núi gì nữa các bạn, rất là xa luôn. Để mình zoom ra cho các bạn xem nha. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi biển Vũng Tàu. Thì mình muốn quay lại cái vlog ngắn này cho các bạn biết là Vũng Tàu 2020 nó sẽ như thế nào. Thì mình cảm thấy ở ngoài đây khá là mát, mát hơn và đẹp hơn ở Hà Tiên rất là nhiều. Lúc mà mình đẻ ra tới bây giờ mình đi được 3 cái biển. Mình đi được biển Hà Tiên nè, Nha Trang nè, rồi sau đó là được đi Vũng Tàu nữa các bạn. Đây là Vũng Tàu, mình cảm thấy nơi đây khá là đẹp luôn. Nhưng mà nó không có bằng Nha Trang. Nha Trang là một cái nơi mà dùng để khách du lịch đi mà tất nhiên nó phải đẹp đúng không? Tại bây giờ là 10 giờ 20 phút rồi, ở ngoài đây khá là nắng luôn. Mình không biết là ra ngoài chơi được hay là không.